Mày dẫn. Sợ nó cắn mày không mày? Nhớ đi chọc. Vô đây. Đây chính là vị trí nha. Đây, ở giữa sông Cầu nè. Đấy. Kìa kìa, đưa cha cầm gì. Nghiêng 80 độ luôn, gỡ sợ quá. Nghiêng coi kìa kìa. Nặng nữa, dựng đáy nó nặng nữa. Còn đây. Còn nữa kìa. Cao. Rồi, lôi ghê vô. Ngon. Ngon. Xin chào mọi người đang đến với video tiếp theo của mình. Tập trước thì mọi người đã xem là 3 giờ sáng mình với Thiên Ái đi chạy đáy cá. Thì tập này sẽ tiếp tục chạy đáy cá nha mọi người. Đó. Ủa, cái cốc. Ôi, cốc trái đã gì. Đây là cái cốc rồi mọi người. Wow. Cái này tầm khoảng tháng nữa là có ăn đó, nhiều ngon lắm á. Có chanh dây nữa kìa. Cảnh sông mà mọi người. Sông suối. Ê, tao có trái bự kìa. Đâu? Ủa ôi. Ba, bốn trái luôn. Hơi chua nha. Cốc này mà ngâm mà ba trái luôn. Thấy giờ mẹ đang lựa cá mọi người, mình sẽ đem cá ra cho bà ngoại nha. Để coi bà ngoại đang bảnh có nấu cơm chưa. Đó. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là mẹ. Mẹ chào mọi người đi. Chào mọi người. À, mẹ đang lựa cá đúng không? Lựa cá. Đây là thành quả khá là nhiều luôn. Để con qua ngoại cái tí nữa con qua phụ lửa với mẹ nha. Ừ. Tâm ơi, em lỡ hãy cái nón của anh xuống nước rồi. Dạ. Không sao bơi ạ, nó khô. Đi, đem cá cho một ký con gùi. Ủa? Là con vậy đó hả? Cái gì mẹ? Cái dảnh không? Ngoại thích ăn cá này lắm nè, nó béo lắm. Dạ. Ồ, nó dướng vô cái cọng gác cầm được nè, khỏi giơ tay. Đi. Chị Tư con mới về rồi. Ngoại có nhà không? Ổng xe nó đắp cửa ta. Ngoại đi vườn không? Ngoại đi vườn, ôi đẹp quá trời luôn. Là con cá gì ngoài ăn đủ buổi luôn hả? Quay ơi. Đi mình xuống mình kiếm ngoại cái mà ngoại của mình mà có dưới không? Ngoài. Trời ơi, chụp hình con cá đó hả? Bà phải ăn cá đó, chụp hình cá đó phải không? Dạ. Ờ, dạ, ngon lắm. Ngoài đang làm đồ ăn hả? Đúng rồi, nãy giờ thấy chổng không? Thấy luôn. Dạ, nấu cơm. À, nấu cơm. Ngoài lên YouTube luôn. Ngoài thấy ngoài đâu? Ngoài thấy ngoài không? À, ngoài nè. À. Sao mỗi năm con dễ thấy ngoại lùng như vậy ta? À, đây mà đứng lên Facebook nha, từng chết à nha, anh Hồng nó thấy nó từng chết à nha con ơi. Ngoại lùng nhưng mà ngoại càng trẻ. Đó, 83 tuổi rồi. Đẹp lão. Rồi. Đẹp lão đó, càng trẻ đẹp lão. Quay cho dì Bảy Hồng coi à. 83 tuổi hay là 38 tuổi bà ngoại? 83. Con nghe 38. Dễ à. Có chắc trao cốc tùm lum rồi dễ gì ra vụ đó. Thời yeah. Cái đầu nha bùng sùm. Sáng bị nhỏ không có bánh mì. Nhỏ nó đám dỗ ông già chồng nó ăn qua nó rồi. Yeah. Vậy hả? Không có bánh mì ăn rồi phải có, cơm có mấy ông kia khác nữa. Mà đi mua con nhỏ nó không nè, cảm ơn bà hết sức. Xuống sớm dữ là ngày hôm qua nghe mẹ không nói. Dạ, cái này nồi cơm ngoài nấu hả? Ở ngoài đang làm này là nấu canh hả ngoại? Bỏ khoai vô. À, canh khoai. Không có không nấu cơm mà bỏ khoai.
Thôi, bộ chả đấy gì hay gì ơi. À, tụi con đi hồi 3:30 sáng. Dạ, đi chập 2 nữa. Dạ. Thôi đi chập 2 tiếng tầm 100 kg nữa ngoại. À, trên diện lựa lành rồi đi đổ bột nặng tháo mà. Dạ. Yeah. Bà không có đi kiếm tép được ăn nè, khoái ăn tép. Vậy hả? Rồi, xíu lựa đi. Ừ, cũng có tép, đủ ngoại ăn. Tép nhóc luôn. Ừ. Tép à. Tép biết làm gì không, gan cái để cái chảo tép đi ra bóc một con đi lại bóc một con ăn hoài. Tép xong còn cơm thì có chị hai con gửi thì theo quay nè. Vậy hả? Kho à, lốt cá nhóc tủ kìa, rồi cá này muối chiên êm. Rồi tụi con nha. Ra chuẩn bị đi nha ngoại. Rồi con đi nha ngoại. Đi chạy đáy nữa. Đi chạy đáy tiếp. Con có đi theo nữa hả? Đi hết rồi, hai đứa đi hết. Chơi cho biết xong được chơi. Hồi nhỏ con đi, giờ lớn rồi con mới đi, con mới biết xong cảnh. Đi. Rồi con đi ngoại ơi. Đi đi. Đó, bà ngoại rất là vui tính luôn mọi người. Rồi cho cá xong thì mình sẽ đi chạy đáy tiếp. Bato. Ê nó mừng rồi nè. Vui nè. Trời ơi nó ngừ anh ca. Có ngừ đâu? Tôi nghe nó ngừ. Có đâu? Nay đâu có heo quay cho mẹ ăn. Hôm bữa cho ăn rồi chảnh cho con. Rồi mình mới vừa đem cá cho bà ngoại nha. Bà ngoại khoái quá. Giờ mình sẽ phụ mẹ lựa cá. Nói chung cũng nhiều lắm. Cái thằng rổ mẹ. Mẹ rổ nè. Nè, có đồng nghiệp của mẹ tới. Đâu? Đang tới. Đang tới. Đâu? Đồng nghiệp đang tới. Con mới về. Con mới về. Chị Sáu. Sáu á. Nó thằng gõ thì cái lựa ra. Lựa cá cơm ra với tép. Cá cơm với tép. Còn cái gõ nào nữa mẹ? Tép. Nhà ông ăn ngồi đây được không? Có cái gỗ nào nó gỗ đó nó treo nè hơn 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 treo ba người luôn phim mà cho để kỷ niệm. Nãy con qua quay vòng bà ngoại khái quá chừng bà ngoại đòi lên Facebook và bà ngoại biết Facebook luôn ước chơi gì Bảy Hồng coi quá đòi con lên Facebook nữa sao đâu tư kìa. Thầy cậu Tư mới về. Ồ, đi cha của Hân á. Dạ thằng đó. Quay phim về. Đổi nghề, đổi nghề. Phim chụp ảnh. Đổi nghề quay phim nè. Tâm Tâm. Dạ. Tâm bỏ đại. Đây cái tư thế ngồi của Hoàng Tâm. Có ai ngồi ghế mà kiểu này đâu rồi. Tại nó bị dốc xuống. Chạy rồi chạy liền, chạy liền khoái câu cá luôn. Đây. Anh Bảy hồ đó. Lên tiếng. Anh Bảy là anh Bảy ngồi cá hả? Đó. Nghe chưa anh Bảy? Bảy xị. Bảy xị hả? Ừ. Khoái rồi, khoái rồi. Thôi. Ủa mồi gì vậy? Trái gì ngồi? Ủa cái trái sung mà. Cái gừa đó. Cái gừa với trái sung. Rồi cá mà ăn trái này hả? Có con nào trên vậy? Đó con nè. Ủa con bằng cá trái trứng cá luôn hả? Ừ. Ôi nó cũng bự á. Cái này cái gì cá lăng hơ phải không? Cái rảnh hả? Đi Cần Thơ mấy năm nay hết nhớ cái tên gì luôn. Đó tầm người câu cái đi. Lâu rồi nó ra câu hết đó. Cây gừa. Chảnh ba. Ui. Ba đi câu cá đó. Anh Bảy câu dính hai con cá sấu luôn. Trời ơi. Hai cá sấu rồi bán luôn. Con tô bị con chó kia gượt kìa. Bịch cái mỏ ai đâu có chửi hay được. Ngồi anh vô nhà nó ngừ anh. Ở ngoài thì nó gì nữa. Còi nước nó lớn. Coi phim nước kìa. Con đi ngoại ơi. Con đi đi. Cam. Nha. Đi
mình vừa xuống ghe sẽ đi giết cha. Lần này mình sẽ đi giết cha nha mọi người. Cha sẽ dắt mình đi ra ngoài kia để mình sẽ giỡn mấy miệng đái kìa. À, lần này coi nhiều không nha. Đó, sớm mình đi ghe anh ha. Giờ mình sẽ đi cùng với cha. Đấy ra rồi. Đó. Giờ sáng rồi thấy không? Sáng ngày giờ tầm 7 giờ thôi. 7 giờ. Kha đâu? À, cha lên kìa. Có tiếng mình năng sao mà không ra. Đây là cameraman có tâm nhất. Y cha có cái chèo rồi. Đó. Chó này nóng rồi. Rồi. Sao đem cái nóng cho anh ha được? Duyên kìa ha. Ít cá lúc ơi, có cái kèn xanh vậy. Ủa trời ơi, tưởng con tôm kèn xanh. Quý. Con trụng đâu, trụng. Khoảng trụng cha. Con trụng mà. Đâu? Lực lương lực. Lực. Đó. Và nước mà nó trúng là chỉ toàn là lòng tông thôi chứ. Không, cái cơm mà vợ cá con tôm nhảy gấp cày đút vô gỗ rồi nhảy chút xíu rồi. À, thì khỏi cực lựa. Nó lộn nó lâu chứ. Con này sắp hết mùa cho nên là hơi cực xíu. Ơ trời, nhảy à. Sáng giờ cho có con cá rô phi nào chưa? Chưa. Làm sao được con. Cái con cá gì nó thường gì đó. Con ký. Ừ, đẹp quá chừng luôn. Ơ trời. Sợ nó cắn mày hả mày. Nhớ đi chọc. Vô đây. Ôi trời, cá sống nó nhảy dữ lắm luôn. Không, mấy bữa trúng đổ ở đây nó nhảy ra một cái. Mọi người có thấy mảnh hay vậy.
quang luôn. Nhảy ghê luôn. Sớm mình sáng mình có đi đó. Ở tập trước đó. Nhìn thấy đang dở. Đang dở tại thăm chắc cá nhiều lắm mà. Nó mạnh quá chừng. Biết mày luôn. Nó còn mạnh lắm. Ôi ôi cái này nè. Rồi. Xuống lỗ rồi. Nữa nữa. Nhảy ghê ha. Nhảy ghê. Nhìn bọt đá bánh. Nhìn Khai dính con gì bự nè kìa, 1 ký nè kìa. Quá chừng đã rồi mọi người. Tiếp tục là miệng đáy tiếp theo nha mọi người. Không đổ, chưa đổ. Mong là đợt này trúng nhiều. Mấy cái cơm mất luôn hả? Đó. Ý. Đó, có động đại nha. Một cục chà bá luôn kìa. Giác. Lên, lên. Rồi, có một chai nước rác luôn. Ôi. Rồi, con cá. Con này tệ ngoái nè. Ngoái chứ ăn được. Ngoái được vài ký. Cái gì đẹp quá chị ta. Cái mì gỗ. Cái mì gỗ. Ê trời. Đang nhau đấu với cá Hường giả chứ người Khai không đâu. Đâu không? Sắc thua hả? Đây mọi người. Rồi ta quay mặt nó quay nè, rồi giờ mở điện thoại lên chính nè. Bỗng chưa anh Kha. Mấy cái bóng á mập. Ngoài gì ngoài nhiều quá nè. Nhầm con mập nữa. Thôi dở thôi mọi người ơi. Xong rồi cũng trưa rồi. Ồ lục bình dính. Quay mệt. Thấy gì không? Nhìn thì thấy đơn giản vậy thôi chứ rất là khó làm nha mọi người. Không có sức là làm cũng không nổi. Mọi người bên kia bún ghe cũng cuốn này rồi. Chưa rồi. Ăn cá ơi, làm sao được nhiêu? Ba ký được xong cái gì? Cách đây tầm khoảng 2 tuần thì mình cũng có qua bên cồn rồi mình đi một chiếc phà ở đằng kia có một chiếc phà nhỏ nhỏ. Người tầm 5.000 ha, người tầm 5.000. Đi qua đi về là hai người 20.000. Nếu mình quay lần đầu tiên mình về Sóc Trăng á. Thật ra nhiều chưa mình đi nhiều tỉnh lắm nhưng mà cũng là lần đầu tiên về Sóc Trăng. Và ngay trên cái
nơi bắt cá, rồi cái công việc của rất là thích đó. Thích bắt cá này nọ. Là đang kéo lưới nhiều người. Đó, mình có thể thấy là có hai cái thùng mà dùng để nổi lưới lên. Đằng kia cũng rất là nhiều, mọi người thấy không? Rất là nhiều thùng lên luôn. Hầu như là ở đây á là ai thì cũng chạy cá thế này, chạy cá thế này. Một ngày làm khoảng 300-400 ngàn. Nhiều khi tới những cái ngày trúng thì tầm khoảng vài triệu cũng có. Đó. Đúng rồi, mấy chục luôn hả? Thậm chí là hàng chục triệu cũng có mọi người. Nhằm theo con nước thôi. Thì tới những cái mùa mà cá nhiều thì mình sẽ quay lại để mình quay trở lại để mình quay tiếp tục cho mọi người xem cái chuyến hành trình đi kiếm cá. Đó. Mong là lần sau sẽ làm tầm khoảng 200 kg. 200 kg chắc được. Ở đó mới giữ, lựa đó mới đã mọi người. Một hàng mấy chục người lựa luôn còn không kịp đó đúng không? Cha và con gái. Thành quả hôm nay cũng tầm 200-300 ngàn. Cũng được một ngày, một buổi. Một buổi từ 3 giờ sáng tới giờ là 8 giờ rưỡi. Thì được 200-300 ngàn cũng ok rồi đó. Đó. Mùa sau chắc chắn chắc một ngày vài chục triệu rồi. Ở đó là ok rồi. Đó. Bây giờ cuốn vô cũng là công đoạn rất là khó. Cực. Vũ rác cây cỏ rồi. Ây da. Thì có mấy con cá còn sót này kìa. Mình thì mình cũng không biết kéo nên mình trai kéo rồi. Mốt mai lần sau đi thì chắc mình sẽ hỏi kinh nghiệm kéo lưới. Rồi thành quả cuối cùng. Đó. Trời ơi. Chào không? Dạ. Chào không? Dạ. Qua nhảy xong luôn không chứ chìm. Nhảy xong ơi. Có người nhảy xong. Tự dạy ngay giá không? Có ai cứu không? Nhảy xong mất thêm ngăn rồi đó. Có không mày? Hả không mà rớt nữa già nè. Cả nó không căng nữa thường mày đó, nó nữa đó. Không eo gì bắt đi thường. Giờ mới rác thì cũng mất một khá thời gian. Cái bè là nó chết một chỗ nè. Không có câu được. Ở từ đây tới đây mà tới dưới sình là tổng nhiêu mét ra? 12 thước. 12 thước. Từ sâu á. Kiếm cái cây 12 thước luôn. Mấy đóng phải kiếm cây 15 thước. 15 thước. Thước. Tâm nghĩ sao? Cũng có chỗ sâu chỗ cạn 12 có 10 có 9 có. Sao đo được hay vậy? Nó đồng. Là ở dưới là đất nó cứng cũng như trên bờ mình sao vậy? À. Vì trong bờ nó sẽ sình non. Trong bờ nó mềm chứ cái đấy đâu mềm. Ừ. Đây đất nó cứng. Sỏi. Sỏi cát luôn. Sỏi đá. Thì ai nhảy xong nữa kìa. Đó đó. Đó mọi người thấy là trên ghe mà mình đi chạy đá cá là vui không? Ở trong ghe nó sẽ có một cái mái che nha mọi người. Thì mình sẽ review đồ của cha có gì nha. Đây là một cái bằng. Cái bằng này thứ nhất là có thể là làm gỏi. Thứ hai là có thể là chấm với muối trắng. Cũng cực kỳ ngon luôn. Và mình sẽ review xem là cha sẽ có cái gì. Đó, đầu tiên là chai này là chai nước. Đó. Nước giống xăng quá.
C2. Có một lưỡi cưa. Cưa chứ dùng để cưa cây quá. Một cái đèn, hai cái đèn. Pin. Đây là pin mới luôn. Đó. Ủa, có thuốc đó nè. Một cái nấu. Phía bên đây thì có vài cái áo cha nè. Có thêm một cái võng nữa. Và đó là cái máy lạnh nha mọi người. Đấy. Mình để mình lái. Nhìn đã chưa? Trong đây thì khá là mát. Mát cực kỳ. Mát cực kỳ mát luôn. Mọi người ơi, và đây chính là vị trí. Đây chính là vị trí nha. Đây ở giữa sông Cậu nè. Sóc Trăng, vị trí của bạn ở Sóc Trăng. Nói chung là gì cũng tương đối nha mọi người. Ở bên kia là Cồn nè. Đây mình đang hướng bên đây thì sẽ là bờ. Còn quay ngược lại bên kia sẽ là Cồn. Đó, Cồn bên kia. Và từ ở đây mọi người mình sẽ tour bự lên cho mọi người xem nè. Đây Cần Thơ nằm ở đây. Đây nước Việt Nam đây. Cần Thơ nằm ở đây. Cách Cần Thơ tầm khoảng 27-28 cây nha mọi người. Hoặc là 30 cây tầm cỡ đó. Chiều nay mình sẽ về Cần Thơ. Mọi người thấy không? Khi kéo lên nó sẽ còn có những con cá mà nó dính lại trên lưới mình giữ. Những con cá nhỏ cái đầu nó đủ chui ra thì nó sẽ văng ra thôi. Còn cái con cá mà nó bự bự thì nó sẽ văng ở trong. Đó. Cha sẽ vũ, sau đó là con nào còn dính thì bắt bỏ lại vô đây. Đây là cái đợt cuối cùng trước khi mình kéo lưới lên. Đằng kia cũng nhiều lắm luôn á mọi người. Còn mấy con bự bự siêu to bự bự nhóc. Dài rất là dài. Một cái lưới như vậy nó dài tầm 40 thước. Chuẩn bị mình kéo cái khúc cuối cùng. Đó, mọi người thấy chưa? Cũng giác nhiều. Đó. Có mấy em bự bự. Cũng vừa vừa. Sau một quá trình gỡ và vũ cực kỳ kinh khủng. Rồi, cái thành quả này. Không bằng, không thể là bằng được. Nghe từ nhà giá nha. Chứ bơ gì đóng nó nguyện hỏi nó mặn được. Bạn bạn mua chứ mấy 30 triệu được. Mình cái gì cuối là thấy khoái liền. Có khi nào vô rắn không cha? Vô với con diễn vô. Nha. Được ít cái đoạn ít. Không vô cái chẻm hay vô mấy con kiền. Xong cũng có rắn nữa hả? Trời ơi ghét. Trời ơi, bỏ mà. Ê, tao mà dở cái gỗ, dở gỗ đi. Bỏ gỗ đi. Đây, con gỗ cuối cùng. Rồi, nửa tiếng xin được. Đây là cá lồng tâm. Đây là một xô cá bóng. Còn đây là thập cẩm cá. Còn kia là hơn thập cẩm cá nữa. Các bạn vào. Cái võng trên ghe. Là ngồi tôi được nằm giống trên ghe. Lắc qua lắc lại. Lắc qua lắc lại lắc qua. Nó ngủ một giấc cho đã. Dạ. Ủa gì vậy? Sao vậy?
Không biết nãy chắc nãy chui ra cái bỏ túi cái rớt ra. Thành quá hai cục pin không có sao. Nằm xuống nóng cá luôn mà. Đi lên sát khuẩn. Không, cái này nè. Ê, hái trái bần kìa. Anh sẽ hái trái bần này. Chua à, ngon á. Hái trái bần rồi mới chị lên. Dưới đây một trái nữa. Đâu. Hái cho vui. Ê, trái bần bự bên kia kìa. Sao? Ở nhóc bần chín luôn kìa. Nhóc bần. Rồi, lo ghê vô. Ngon. Ngon. Kìa cá chảnh thấy ngon thiệt kìa. Cái này mới ngon rồi mẹ. Bằng già, bằng già. Nó non rồi, bằng già. Rồi, xong rồi mọi ơi. Chết, sao điện thoại còn cái ốp không vậy? Ủa cầm tay nè. Nãy á mọi người rớt vô xô cá bóng đen thùi lùi à. Nó đen mà cái con cá bóng còn đen nè. Mình không biết cái đầu điện thoại nào cá bóng luôn. Rồi xong, kết thúc một cuộc hành trình. Nói chung là mùa sau chắc chắn là cá sẽ nhiều hơn. Rồi còn bây giờ thì mình với lại Thiên Ái hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp. Và mọi người nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi những video mới nhất. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau.